Không biết làm như thế nào để biết là hương linh người thân mình có được tái sanh chưa? Dạ, con kính xin tri ân thầy một Phật. Làm sao biết họ có tái sanh chưa? Nếu con để một cái bong bóng ở trên không gian thế này, trong bong bóng có nước, con bóp bong bóng đó, nước văng tứ tung. Nhưng con để bong bóng đó trong cái chuông này, con bóp, nước có văng đi đâu cũng ở trong phạm vi của cái chuông này. Với một ý niệm cực thiện, khi tâm này vừa lìa khỏi thân, ý niệm cực thiện đó sẽ nhân gấp ngàn tỷ lần lên. Ví dụ như một niềm vui ở trong tâm, nếu như có một người mình ngồi kể niềm vui đó nhân đôi nhân ba nhiều lần. Nếu như mình ngồi trên đây, một người dưới đó khen, khán giả hàng ngàn người tung hô, hạnh phúc của mình trào dâng gấp vạn lần. Phải không? Giống như vậy, khi còn có thân mà mình còn cảm nhận được nhiều người mà còn làm cho niềm vui bên trong nở hoa vạn lần. Huống hồ về khi mất cái thân, ý niệm sau cùng của cận tứ nghiệp, hơi thở đi, thần kinh hoàn toàn tắt, tâm với ý niệm cực thiện do việc tốt làm hàng ngày, ý niệm đó sẽ nhân gấp vạn tỷ lần lên và giống như cái tay con bóp giữa hư không, không còn cái thân nữa, thì cái lá cờ nó sẽ bay theo cái hướng gió. Mà hướng gió cuối cùng đây là ý niệm thiện, nó sẽ tìm một cảnh cực kỳ xinh đẹp, sinh lên chư thiên đi cơ. Hoặc ý niệm cận tứ nghiệp sau cùng là cực ác. Ví dụ như trong căn phòng này có một người phụ nữ mang thai mà tự tử chết, đêm ta phải ở trong đó. Nửa đêm ta đang ngủ, có một thứ tiếng còn có thân mà tâm ta cũng sợ. Dù ngồi đây nghe âm thanh đó vẫn rợn trong người, nhưng còn cái thân ta còn chạy tới bậc điện mở cửa ra, hoặc ít nhất ngồi cũng suy tư kiếm một ý niệm khác để thay thế cho nỗi sợ trong lòng. Nhưng cái thân là cái trụ cờ, cái tâm nó mới sử dụng cái trụ mà nó bám. Một khi cái thân nó mất, ý niệm sau cùng là ý niệm cận tứ nghiệp bất thiện do hàng ngày tạo ác, nó ập tới trong lúc mà mình ra đi, thì thân không còn, lá cờ đó sẽ theo cái luồng gió kia và nó tưởng ra hàng ngàn những cái cảnh trong tâm mình suy nghĩ. Hay ở trong rừng nghe một tiếng sột soạt, bắt đầu tâm nghĩ tưởng không biết bao nhiêu thứ chuẩn bị tấn công mình. Y như vậy, khi một nỗi sợ xuất hiện không có chỗ bám thì nó sẽ nhân vạn tỷ lần lên và nó tạo ra một cảnh giới cực kỳ sợ hãi. Không có chỗ bám thì nó theo cảnh giới đó đi vào trong cái được gọi là nhẹ nhẹ thì làm con chuột lúc nào cũng sợ hãi sinh ra. Nữa thì nặng nặng một chút làm cõi ngạ quỷ đói khát run sợ. Nữa thì đọa xuống cảnh địa ngục ở luôn dưới. Như vậy có hai trường hợp là đi luôn sau khi chết. Đó là cận tứ nghiệp cực thiện hoặc cận tứ nghiệp cực ác. Còn lại, hằng ngày chúng ta thấy 24 tiếng đồng hồ, trong 7-8 tiếng ngủ, còn lại 2/3 thời gian, tâm tư của mình thiện, ác, lẫn lộn, thường thì không có ác. Tham sân si, một cơn sân không quá 5 phút đã mất rồi. Còn lại 1 tiếng đồng hồ, đạp trên xe, ngồi trên xe, tâm mình suy tư bình thường chứ không có phải niệm thiện ác. Hằng ngày một con người thường là niệm thiện, nếu biết tu nữa niệm thiện nhiều hơn. Còn phần lớn ở trung gian trong cái khoảng thiện thiện ác ác, thiện thiện ác ác. Đó là lý do vì sao chết họ chưa đi liền. Chưa đi liền tức là một, chính cảnh hoạch tử chết trong kinh Dược Sư miêu tả, con còn có thân này còn trẻ khỏe,
Năng lượng tâm trong con là dạt dào, muốn sống, muốn trở thành, muốn có chùa, muốn có Phật tử, muốn độ đời, muốn giúp mình, muốn làm đủ thứ vào ngày mai, ngày mai. Với cái năng lượng tâm dạt dào trong người, phải có một cái thân trẻ khỏe để nó trú ngụ trong đó. Cho đến khi 30 tuổi đến 80 tuổi, thì khoảng cách 50 năm, năng lượng tâm của trong con phải nhờ 50 năm đó của cái thân xác để trải nghiệm nắng mưa, hạnh phúc, đau khổ cuộc đời, thì cái năng lượng tâm trở thành 80 tuổi mới nguội nhẹ, ôn tồn, điềm đạm dần dần. Nhưng không may ví dụ một ngày ra đường mà xe tắm cái rầm, trong lúc năng lượng tâm còn đang muốn trở thành, ở phút giây kế tiếp mà thân đã bị chấm dứt một cách đột ngột, bất đắc kỳ tử, thì năng lượng tâm vẫn còn hướng tới phía trước ấy, chưa chấp nhận cái chết, thì nó sẽ đi lang thang, được gọi là cảnh ngã quỷ cô hồn. Chết bất đắc kỳ tử, chết tự tử, chết mà tâm ta không chấp nhận cái chết, vì một, hận thù; hai, tham lam; ba, si mê ảo tưởng thân này là có thật. Với những cái cảnh chết đó, phần lớn không phải đi liền được, mà phải nhờ vào người thân thương, tụng kinh, trì chú, hồi hướng công đức, liên tục thiết tha, ăn chay, giữ giới, niệm Phật, hồi hướng chân thành về, thì may đâu họ có chỗ nương bám. Còn nếu không phải bất đắc kỳ tử, không phải tự tử, mà những cái chết bình thường, nếu chưa phân biệt được cực ác cực thiện, thì còn lưu liếng chút ân ái, chút tài sản, đâu đó hai chỉ vàng giữ dưới giường, vẫn chưa đi được, nên về vất va vất vưởng coi thử vàng đào lên chưa. Nếu phước không đủ, xin làm con chó sủa quạo quạo để giữ, hoặc làm ngạ quỷ cứ rình miết, hoặc nữa xin làm một đứa con đứa cháu trong gia đình đó. Chưa đi được, chưa thỏa mãn cái chết, thì sau khi chôn cất vẫn có thể trở về nhà và tìm lại chút hương ấm của gia đình. Mẹ ơi, cha ơi, 100 năm, 70 năm, 40 năm, tích lũy ấm cúng hạnh phúc, cái cảnh cũ đâu rồi? Tâm người đó lạc lõng, trở về gọi cha mẹ 50 lần không thấy, rồi mới bắt đầu chán chường bỏ đi. Lúc đó họ mới chấp nhận cái chết, thì may họ tái sinh. Chấp nhận cái chết thì đi liền, hoặc cực thiện cực ác. Còn bằng không, chưa chấp nhận, không phải cực thiện cực ác, thì còn lãng vãng đâu đó, là một năng lượng bình thường. Mình đừng có tưởng tượng là ma, là ma như thế. Nó có nhiều cái năng lượng khác nhau. Cái sắc nó có thể thô thể tế, sắc của nó thô như con người mình, cũng có một loại khác nó tế hơn, và mình không thấy, mình nói có không không. Giờ nói có hay nói không đều không đúng. Vì sao? Một người nếu trải nghiệm thì mắt họ thấy, kẻ khác muốn biết, không có đôi mắt kia, thì sẽ có hai điều kiện. Một, tin có câu chuyện vui vui để kể, hù dọa người, hù dọa mình. Nếu không tin thì phỉ báng nhân quả, làm gì có chuyện ma cỏ này kia. Nên lãnh noãn tự tri, nóng lạnh ai uống nước tự biết. Mình không nói những thứ mình không trải nghiệm. Mình biết mà nói mình biết, mình không thấy mà nói mình không thấy. Còn mình khẳng định có không không là rơi vào thường kiến, là đoạn kiến và thường kiến. Nhà Phật nói trung đạo, có không chỉ cho cái người thực sự biết, còn không biết mình nói mình không biết, để đừng có gây họa cho người nghe. Vậy coi thử người thương mình hàng ngày thiện ác thế nào, tính sâu nhân quả không, làm việc thiện nhiều không, tụng kinh niệm Phật, tâm ít sân giận hận thù không. Nếu họ đi trong bất cảnh trước khi nhắm mắt, họ biết trước 5-3 ngày không, tướng ra đi của họ nhẹ nhàng, thư thái, mỉm nụ cười trên môi không, má họ có hồng, có đẹp không, có hương thơm trong phòng không,
họ có nói được tất cả những nỗi niềm trong lòng họ với người thương trước khi họ đi không? Họ đi trong ở nhà hay là ngoài đường? Hoặc là họ nhắm mắt, họ nắm tay, họ trợn mắt, họ nghiến răng, trồi bọt mép, họ hận thù gì họ đi? Nhìn cái tướng của người thương mình đi, phần nào ta biết. Trước khi họ đi, cũng có những biểu hiện ta cũng có thể hay nếu thực sự để ý chú tâm vào. Con không biết làm cách nào để biết được người thương mình đi nhanh hay chậm. Chỉ có đại thần thông của bậc đất thiền, bậc đất quả mới thấu được sanh tử luân hồi. Còn mình phàm phu tục tử thì căn cứ vào những dấu hiệu biểu hiện ra bên ngoài mà hết lòng hết dạ vì người thương mình họ đi hay chưa. Việc của mình là vẫn tụng kinh niệm Phật, giữ giới, phóng sanh, từ thiện để trước bảy phần công đức cho mình. Được hay không thì mình cũng đã được trọn phần báo hiếu. Nếu họ chưa đi, nhờ hết công đức đó chắc chắn lợi lạc vô cùng. Nhất là người con muốn báo hiếu cha mẹ, khi tuổi già sức yếu, đừng để họ cô đơn. Khi họ gần đất xa trời thì phải biết được lúc nào thường xuyên bên họ. Đừng để họ đi trong cảnh lạnh nhạt, sợ hãi, một mình, dễ trở thành cô hồn lạc lõng. Trong khi họ hấp hối, mình phải hết dạ hết lòng niệm Phật liên tục. Tin hay không có cảnh A-di-đà, khoan bàn chuyện đó. Trước hết, mình hết giả hết lòng, hướng tâm về Phật, tâm chân thành, hữu cầu là tác ứng. Chuyện có không không, do tâm mình tin, do tâm mình chắc thật. Không có cái gì trên đời, không có. Còn nếu mình nghi ngờ, thì nửa có, nửa không. Đã làm thì hết lòng, hết giả. Đã tin thì hết sức mình bỏ vào trong đó mà thực tập, mà hồi hướng. Trong cái lúc người thân mình sắp ra đi, đừng làm gì hết, hết dạ hết lòng. Đã ra đi rồi, trong khoảng 4-9 ngày cũng hết dạ hết lòng. Thời gian báo hiếu người con là tuyệt vời nhất trong lúc người thương mình đang cần sự có mặt của mình. Vậy không nên rình rang nghi lễ, không nên cố chấp giàu nghèo, mà chỉ bỏ tất cả những thứ đó qua một bên. Mình nguyện trong lòng 8 tiếng đó hết dạ hết lòng, 49 ngày kia hết dạ hết lòng, hồi hướng trọn vẹn công đức đó. Như vậy mình làm được cái hiếu thảo đó, con cái mình sẽ cho lại những thứ ngày nay mình cho. A Di Đà Phật.